Người nước ngoài chê ở Việt Nam điều kiện sống rất tệ nhưng vẫn chọn sống ở đây. Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé tại Đông Nam Á, không quá giàu có hay cuộc sống có nét khác biệt. Thậm chí nhiều người nước ngoài còn tỏ ý chê điều kiện sống ở Việt Nam rất tệ. Nhưng thực tế, lại có rất nhiều người lựa chọn gắn bó cuộc sống lâu dài tại Việt Nam sau một khoảng thời gian trải nghiệm. Vậy tại sao người nước ngoài lại chọn sống tại Việt Nam khi điều kiện sống không bằng các quốc gia khác? Câu trả lời sẽ được làm sáng tỏ qua chính những nhận xét của công dân nước ngoài đã có khoảng thời gian gắn bó tại Việt Nam. Ông Raymond Grainer, cựu chuyên gia người Mỹ, người đã từng được Mỹ cử sang Việt Nam từ những năm 1968 đã khẳng định rằng: "Tôi yêu Việt Nam và tôi muốn sống tại đây. Mặc dù có những thất vọng nhưng tôi vẫn lựa chọn như vậy. Là người trưởng thành, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống cho bạn thay vì chê bai." Ông đã định cư tại thành phố Hồ Chí Minh và có một người vợ Việt Nam. Ông nói rằng: "Tôi yêu tất cả Việt Nam, nhưng trong tất cả Việt Nam, tôi thích thành phố Hồ Chí Minh nhất. Tôi đã gặp một số người nước ngoài thích sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhìn chung, họ ở đó vì cùng một lý do giống như là hàng triệu người Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là thủ đô thương mại của đất nước và đó là nơi có hầu hết các công việc. Tại Việt Nam có dân gian thành phố và dân gian đồng quê, và điều này không giống hầu hết các thành phố lớn ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi chỉ chọn rời Việt Nam vì người vợ của tôi muốn con trai chúng tôi có một nền giáo dục Mỹ. Tôi không đồng ý, nhưng tôi yêu gia đình tôi và nói một cách nghiêm túc với vợ rằng, vâng, em yêu. Tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cuộc sống tại Việt Nam quá tuyệt vời." Hay những trải nghiệm của ông John Powell, cựu giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường Việt Nam cũng thật tuyệt vời. Ông chia sẻ về cuộc sống của ông tại Việt Nam và những tip để có cuộc sống dễ dàng. "Việt Nam là nơi tồi tệ để sống ư? Tôi ngạc nhiên về điều đó. Tôi đã sống ở đây 5 năm ở Hà Nội. Đây là nơi tốt nhất tôi đã sống trong một thời gian dài. Có rất nhiều lý do lý giải tại sao tôi cảm thấy như vậy. Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa, mùa đông có thể se lạnh, mùa hè là 6 tháng nắng nóng nhưng không quá kinh khủng. Tôi thích các mùa thay đổi liên tục như vậy, nó mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ. Miền Nam Việt Nam có 2 mùa, mùa mưa và mùa khô nóng vừa phải, mùa mưa nóng ẩm cũng vừa phải. Hệ thống y tế được phổ biến rộng rãi toàn dân và chất lượng chăm sóc khá tốt. Tuy rằng ở các bệnh viện công chưa phổ biến tiếng Anh nhưng đã có song ngữ tiếng Việt đi kèm để giải quyết được vấn đề đó. Các bệnh viện tư nhân thì tốt hơn, họ thường có thông dịch viên để hỗ trợ bạn trong quá trình thăm khám. Chi phí chăm sóc so với ở Mỹ thì rất là rẻ. Nhiều lần tôi đã so sánh kế hoạch điều trị của Việt Nam với các trang web của Hoa Kỳ. Tài liệu về Việt Nam được đưa ra công khai và không khó để tìm kiếm thông tin y tế như tại Mỹ. Thuốc được bán rộng rãi ở cả bệnh viện hoặc nhà thuốc địa phương, hầu hết là giá bán các thiết bị y tế là khá rẻ. Sự đa dạng của những thứ bạn có thể mua là rất lớn, bạn tuyệt đối không được mang theo hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Đây là điều cấm kỵ tại Việt Nam và hình phạt sẽ rất là lớn. Tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp cho bạn ở Việt Nam cũng khá dễ dàng. Giá thuê nhà thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn, nhưng không khó để kiếm 300 đến 600 đô một tháng cho vị trí và căn hộ đẹp. Bạn có thể chi tiêu ít hơn hoặc nhiều hơn cho tiền thuê nhà một cách dễ dàng, tùy thuộc vào lối sống và nhu cầu của bạn. Các nhà hàng Việt Nam thì khá rẻ và ngon, chất lượng và sự đa dạng của ẩm thực là tuyệt vời. Các nhà hàng đồ ăn phương Tây đắt hơn, nhưng không đắt đỏ như ở Mỹ. Một khi bạn rời Hà Nội hoặc các thành phố lớn, hãy trải nghiệm tất cả các món ăn địa phương tại Việt Nam. Chính phủ đối với người lao động nước ngoài và khách du lịch không quá là khó khăn trong các điều luật. Một số quy tắc khác với Hoa Kỳ, đó cũng là điều dễ hiểu bởi tất cả các quốc gia đều có những quy tắc riêng. Chính phủ là nơi ít lo lắng nhất của tôi. Thủ tục xin visa khá dễ dàng, giá cả thì hợp lý. Rất nhiều trang phục vụ visa trực tuyến có thể xử lý visa du lịch hoặc công tác và thư mời visa. Việt Nam và Đông Nam Á có những điều tuyệt vời để xem và làm. Đó là một đất nước thú vị để đi du lịch xung quanh, chi phí đi lại thì vừa phải. Lái xe ở Hà Nội thật khó vì đường khó đi. Tốt hơn hết là bạn nên đi Grab hoặc taxi một thời gian để quen địa hình rồi hãy quyết định là mua xe máy. Lái xe bên ngoài Hà Nội rất dễ dàng, giao thông công cộng có sẵn rộng rãi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đông đúc như Hà Nội vậy. Ô nhiễm ở Hà Nội là một thực tế và chúng ta không thể làm gì nhiều để thay đổi nó. Chính phủ đang nghiên cứu các giải pháp nhưng điều đó sẽ mất thời gian. Bên ngoài Hà Nội bầu trời trong xanh và đầy nắng. Người dân ở đây thì rất hiếu khách và thường thích người nước ngoài. Đây là một đất nước thân thiện, tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi bên ngoài Hà Nội và các thành phố lớn, nhưng mọi người ấm áp, hữu ích và sẵn sàng đón tiếp.
Việt Nam hòa bình và không có tiếng súng, tội phạm thấp. Đối với người nước ngoài, chủ yếu là trộm cắp vặt. Bạn biết các quy tắc phải không? Không đeo trang sức đắt tiền, không vung nhiều tiền, tránh xa những khu dân cư tồi tệ, giữ đồ đạc gần gũi, hãy áp dụng nó ở mọi nơi và bạn sẽ được an toàn. Cùng chung quan điểm với ông John Powell về Việt Nam không phải là nơi tồi tệ để sống, anh Neil Patel, chuyên gia ngôn ngữ học, từng có 5 năm công tác và sinh sống tại Việt Nam cũng nhận định rằng đã có cuộc sống rất dễ chịu và thoải mái khi ở Việt Nam. Anh chia sẻ, tôi đã sống ở Việt Nam hơn một năm và đó không phải là một nơi tồi tệ để sống nếu bạn thuộc tầng lớp trung lưu trở lên ở các thành phố lớn. Rất nhiều người nước ngoài đang dạy tiếng Anh và kiếm được hơn 15 đô một giờ, đây là số tiền rất lớn ở Việt Nam. Tôi nhận ra rằng con số đó cao hơn nhiều so với mức lương trung bình của người Việt Nam, khoảng 300 đến 500 đô la một tháng ở Sài Gòn. Bạn cũng sẽ dễ dàng kiếm được mức lương tương tự ở quê nhà, nhưng chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn gấp 2 đến 10 lần đấy. Một điều vô cùng đặc biệt, con gái Việt Nam rất đẹp, họ thật tuyệt khi mặc áo dài. Nền kinh tế của đất nước đang phát triển và đời sống ngày càng tốt hơn. Mọi người luôn lạc quan và dễ chịu, không quá nhiều áp lực giống như ở Mỹ. Thời tiết thì luôn ấm áp và bạn có thể dễ dàng đi du lịch đến nhiều bãi biển đẹp và các khu vực mát mẻ trên khắp Việt Nam và Đông Nam Á. Chẳng may nếu tôi bị ốm, tôi có thể đến bệnh viện hoặc gặp bác sĩ. Khi chi trả tiền viện phí, tôi không phải lo lắng về việc đó sẽ là một hóa đơn khổng lồ. Trong khi ở Mỹ, ngay cả khi có bảo hiểm, bạn có thể nhận được một hóa đơn điên rồ và nó có thể khiến bạn phá sản. Tôi biết rằng đối với người nghèo Việt Nam, cuộc sống không dễ dàng, nhưng bạn sẽ không cảm thấy buồn tẻ như ở Mỹ. Ít nhất người nghèo Việt vẫn có gia đình thân thiết và nền văn hóa của họ, trong khi người Mỹ thường sống cuộc sống cô lập và buồn bã. Nếu bạn là người có học thức hoặc thuộc tầng lớp trung lưu trở lên ở Việt Nam thì cuộc sống thật sự là không đến nỗi tệ. Có giao thông và ô nhiễm nhưng điều đó tồn tại ở hầu hết các thành phố lớn. Mỗi quốc gia luôn luôn có tốt và xấu. Việt Nam là một nơi tốt đẹp để sống. Quá nhiều người Việt Nam có quan điểm cỏ luôn xanh hơn và cho rằng Mỹ hoặc các nước phương Tây luôn là thiên đường. Việt Nam của các bạn trong chúng tôi cũng là một thiên đường đấy. Việt Nam thì không quá giàu có, hoa lệ và đầy đủ như các quốc gia phát triển khác. Nhưng tại Việt Nam, người dân cảm nhận được một cuộc sống yên bình và dễ chịu. Trong mắt nhiều người nước ngoài, đây giống như một miền đất lành, nơi họ có thể sống được một cuộc sống dễ dàng hơn với những điều kiện chăm sóc sức khỏe và du lịch thoải mái hơn. Chúng ta tự hào vì điều đó, vì đất nước của chúng tôi vẫn đang là một quốc gia đáng sống trong mắt bạn bè quốc tế và là điểm dừng chân của rất nhiều người nước ngoài. Cuộc sống vẫn luôn vận hành và ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một điều kiện sống tuyệt vời hơn trong tương lai. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.